Sáng nay 30 tháng 4, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác vận tải hành khách tại bến xe trung tâm thành phố. Theo ban điều hành bến xe trung tâm thành phố, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay đã bố trí tại chỗ 500 xe để vận chuyển hành khách từ thành phố Cần Thơ đến các tỉnh thành trong cả nước và ngược lại. Đồng thời bố trí 20 xe dự phòng để giải tỏa hành khách, nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về. Trong đợt nghỉ lễ, tại các bến xe đã vận chuyển gần 20.000 lượt hành khách đi lại trên các tuyến. Qua kiểm tra, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông thành phố lưu ý tiếp tục duy trì số lượng xe tại chỗ và dự phòng để phục vụ tốt cho việc đi lại sau lễ, đồng thời đảm bảo tốt về giá cả, không để xảy ra những trường hợp tự ý tăng giá. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho bến xe là cũng dự trù một số lượng xe dự phòng nhất định để trong trường hợp nếu mà có khách mà tăng đột biến đó, thì chúng tôi cũng sẽ huy động hết cái lực lượng xe dự phòng này để giải tỏa hành khách, đảm bảo là không có ùn ứ ở bến xe khách trung tâm của thành phố. Chúng tôi cũng đã tăng cường kiểm tra trong suốt các cái ngày nghỉ lễ ở các cái bến xe, ở các cái bến tàu, đảm bảo là vấn đề trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của thành phố là sẽ được kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở và xử lý triệt để.